Trong cuộc họp của Bộ Y tế cập nhật về tình hình nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 vào ngày 5 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đến ngày 10 tháng 12, Việt Nam sẽ bắt đầu thử nghiệm vaccine COVID-19 của Nanogen giai đoạn 1 trên người. Trước đó, Nanogen đã hoàn thiện quy trình sản xuất quy mô phòng thí nghiệm và hiện đang đánh giá tính an toàn, tính miễn dịch của vaccine trên động vật. Cụ thể, ngày 10 tháng 12, Nanogen sẽ phối hợp với Học viện Quân y chính thức tuyển tình nguyện viên tham gia vào giai đoạn 1 của thử nghiệm vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Sau đó một tuần sẽ tiến hành tiêm mũi vaccine thử nghiệm đầu tiên. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng yêu cầu các bên liên quan cần chuẩn bị để sẵn sàng cho giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng ngay, không để giai đoạn 1 kết thúc mới bắt đầu tiến hành công việc cho giai đoạn 2. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế đã chủ động thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu vaccine COVID-19 trong nước, đồng thời tăng cường hợp tác, trao đổi, đàm phán với các đơn vị sản xuất vaccine trên thế giới để sớm tiếp cận được nguồn vaccine, phục vụ nhu cầu tiêm chủng chống dịch trong nước. Ngoài Nanogen, Việt Nam còn hai nhà sản xuất vaccine COVID-19 khác là Ivac và ViBiotech. Các đơn vị này hiện đang đẩy mạnh tiến độ triển khai nghiên cứu tiến tới thử nghiệm tiền lâm sàng. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng nhấn mạnh, ngoài việc nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19, thì đồng thời cũng cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Nga và chủ động liên hệ với Trung Quốc để có thể tiếp cận với vaccine của các quốc gia này.